Quận nhiều sách máy luôn đó. Ừ, đủ. Cực vậy ta. Chơi giờ rất là có ngày rồi má khổ đau. Lúc đó mình ngồng mình tự sướng bản thân đi. Xin lỗi anh. Hả? Giỡn gì trời? Bên mấy anh đó. Em rồi mãi mới vô được. Mãi mới vô được. Mày vô được chưa? Ủa? Sao nó trời phơi? Hả? Đây mới đúng chứ. À, mọi người vào game chưa? Dạ mời. Em vào rồi Thôi đó. em tao nè. Ủa nhưng mà mọi người ơi, nó không bắt em active. Ừ thì nó không có active. Không, nó không Vậy có là tùy game mới active mà đúng không? đúng rồi đúng Đúng rồi tùy rồi. game mới active. Rồi Mino thì đâu nữa là kìa. Sao cả đi tên rồi. Ủa? Ủa nãy nghe giọng đâu thôi thôi lắm mà. Hả? À Mino đây đây chim rồi. Ừ. Đâu là rài cái cài. Em xin cái mã. Từ từ anh Bino mời tính. Hello anh trai. Alo, nói lại ơi. Hello anh. Hello anh. Thằng Thạch ơi. Hả? Ừ, đâu mẹ. Nó bị rè, bể tiếng này do thằng Thạch. Rồi, để tạo phòng. Là tại What? là tại Rồi giờ đông người nè, đụng mẹ chế độ sinh tồn khó. Thôi, anh ơi, em đang nghỉ. Vậy thì bình thường á. Bình thường đi anh má, chứ hôm qua là mình khó đập một phát là Tám tụt người của Windows Server chỉ bạn bè bắt đầu. rồi. Châu vô nước thì em cũng đổ nhiều tùm lum tên nhỉ. Ủa nhưng mà mọi người ơi, mời bạn bè nè, Atomic nè, DC Nobu, T Bảo hô hô, thằng Thạch nó chưa đau, em chưa chơi đau. game, coi chim như mày. Em chưa chơi game. T Bảo hô hô. À. Ôi, bảo rồi. Em vô mà. Rồi, thằng Còn Thạch chưa hối. Thạch chưa đau đúng không? Ở vô luôn hả? Đẹp. Ủa đau nhanh vậy? Hồi nãy em nói ảnh chưa vô game anh ơi. Nhiều người chơi tham gia. Bảo. Chuẩn Đi anh. vô nha. Sợ. Yes, Nói gì anh? go. Sao anh kêu bảo, sao anh không nói gì hết trơn Mày vậy? từ mày phải từ từ, tao kêu bảo nhưng mà mọi người đang nói chuyện, khi nào mọi người nói xong tao mày nói. mày kêu Ok. mày kêu nó hay mày kêu tao? Chắc Ê chắn tao không phải quên kêu anh, anh, chắc chắn nó không là phải hỏi anh anh này. Không, rồi. không ai kêu anh thân thiết gì đâu anh, không ai dám trơn. Anh chờ ta đi anh. Đang khởi động mấy chủ trò chơi. Ủa sao tự nhiên hôm nay lại khởi động mấy chủ trò chơi? Biết chết liền. Nơi đông á. Chắc Quay chưa đông. biết biết gì ông bảo má này anh em mình bắn cháy quá. Vậy hả? Đúng 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 đúng. Không phải anh đâu. Tao biết. Đau nhận. Mọi người đang cái chỗ mà hình Đúng rồi, đúng rồi, anh đang đúng hot là rồi. hot. Tu sà À. ta. Anh Anh Bino bấm bắt đầu ấy nhưng mà nó đang loát á. đang đang lót nè. Ủa sao hôm nay lót chợ chậm quá ta? Cho đông á. Anh Bino bắt đầu lót được cái chữ chữ sờ đầu tiên rồi, mọi người gán trời. Cố lên, cố lên.
cố lên, chạy vô, chạy vô. Bạn có thể mang theo hai nhật ký cùng một lớp. Cùng nhau quay chỉnh chế độ khó. Mới tới cái hồ nước khoảng 4, 3, 4 con kiếm tao với thằng Tâm. Xong rồi anh Bino đang xây nhà, xong anh Bino làm mất luôn nhà. Mấy ủa ôi xong mắt của Mino ở trong xì chim thế nhỉ, anh chỉnh anh xì chim xì chim nghe giọng tao nhớ cái tao có cái đợt nào livestream gì cái đứa nào vô nói giọng tao hay mày. Giọng hay. Giọng tao hay phải không? Thôi anh nhớ cái giọng của Nguyễn Hùng Ngạn luôn anh. Của ai? Nguyễn Hùng Ngạn. Không nhớ nữa. Không nhớ. Xong rồi kìa, xong rồi quên. Kì kì anh đọc item mới của Awobate. Yeah, lót rồi. Hành trình vô đập cái điểm thôi. Ê, đụng cái đợt này được ở trong rừng sẵn luôn nè. Ngon, không phải ở núi tuyết giống bữa nữa, mình nhé đều. Ôi, ê, Amino lót hay giờ đến mình lót hả? Đúng rồi anh. Ừ. Ê, đứng rồi. Đục tắt cái roll xong cái loát nhanh dữ rồi ta. Ôi. Có thể cho thấy à, kiếm đi mọi thì người, nếu mọi người không muốn xem mát. Ê, gắt cun nè. Ôi, hello mọi người là... Chuyện setting yếu vậy mọi người, setting yếu lắm. DPS L rồi. Là khoảng ánh sáng, đèn. Em mỗi thứ em đều để thấp hết. À quên em bật cái ấy rồi. Đó rồi, em lỡ lấy cỏ dại rồi, má nào nó bị bò giống mấy khuyết tật vậy. À skip mọi người. Em giữ nó hết á. Bấm skip và bấm gì rồi. Em có nút ơi, giữ nút quá. Em cứu được, em cứu người anh ơi. Dù mấy mày... người chỉ đồ anh ơi. Giữ gì? Mày cứu thằng Kenny. Kevin. À Kevin. Này bị ngu rồi anh ơi, lấy đá đập mới được. Trời ơi. Thằng Quân với thằng Thạch cách xin nó lỏ, cách xin kiểu ảo ảo ấy, nhìn cái ảo ấy. Cái mắt nào vậy? Ồ, má thì đang ăn chứ. Tắt mất trời. Ồ, má thì nghe đi. Tắt mất trong game nha bà con ơi. Em tắt rồi, em tắt rồi á. Rồi, ok. Mới vô là em tắt rồi. Ủa, sao tao nghe thấy tiếng đứa nào kêu ới 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 ta? Ngủ giờ ngủ. Ôi, của em có không? Có anh ơi, có nặng luôn, có mạnh luôn á. Ôi, tới tao. Vô trong... Vô audio. À, rồi, thôi à. Ấn chuông để nói à. Bút tui con. Còn giảm scan là giảm cả sen X và sen Y luôn hả? Đúng rồi anh ơi. Là ngang với dọc á. Giống nhau hả? Hay thờ? Giống nhau hết. 235 đi, giống như Van vậy. Tìm gia đình bất phân. Nếu bị motion blur ta. Em bắt kế đi. Bắt cái gì? Bắt kế bờ lâm á. Thật nó vẫn nói tiếng trong game mày. Anh lấy dao anh xuyên hả? Chưa, em chưa áp dụng mà. Đợi xíu. Ủa nó ở phần nào vậy anh hả? À, cái phần đầu hạ. Rồi. Bóng đổ chi tiết anh. À, cái chỗ đâu rồi. Anh nói giọng thứ mấy đi anh. Chỗ motion blur đúng không? Ủa. Ờ à, đúng rồi. Em dùng chìa khóa anh ơi. Chìa khóa hay chi động mờ đi. Chi động mờ như là em thấy mờ mày tắt hết đi. Mình em mày không giống 35 mà nó cũng kêu thằng Kevin lấy gậy anh em nó làm cái việc việc nhẹ lờ là đương nhiên rồi mờ là bật TV rồi ui có lũ đạn
Ô vãi nồm. Để không thấy một chậm không dám. Không dám 25 mà nhanh dư. Mày. Em giết mày được không? Không. Mày nó nô lệ mình. Cái thằng đang nằm nè. Nó chết lâu rồi mà. Bỏ lấy hết đồ luôn có bị sao mà người nó bị nặng. Ủa. Không game này nó không nặng. Ở game này không có ba lô anh, không bị ấy ba lô. Không bị hàng đồ. Ủa có chắc là tụi bay chơi The Forest như vậy. Trời. Đó. Lúc nhớ cái trận lần mà chơi vui hả? Cái cây hạt. Đâu cần cái hạt, chỉ cần chơi thôi là cái lúc cái. Hình như nó có giới hạn đồ cầm trên người mà đúng không? Mỗi món là giới hạn rồi. Đúng rồi. Nó chỉ giới hạn là số lượng bỏ trong ba lô là bao nhiêu thôi. Đó. Tí đi, tí dục. Nguyên ôi, nội khí như nào ta? Thì ở đây Open kia. Mày đứng ở đá. Về nha. Fast forward, left, front, drop. Người cứ việc tìm đủ. Ôi thôi đi khó khăn gì. Quên tất cả người thầy. R Rì lâu. Đi chặt cây anh ơi. Anh đi chặt cây rồi. Rì là tiếp. Anh biết bổ cái củi. Củi hạnh ván kia. Tại vì chia nhau chặt. Con già. Ôi cái nút tab mà nút gì ta. Không phải tại tao bảo già. Em sẽ xây cái cổng ở đây. À học nút tab. Không biết là không để làm gì hết. Chơi chế độ dễ nên là chắc tụi nó chưa hiếp dâm mình sớm đó đúng không? Bình thường. Tự chơi dễ mà. Anh lại kiểu khinh thường thôi, anh lại khinh em. Đâu, qua chỉnh khó thôi mẹ. Anh lại chiêu em. giết nó. Đúng rồi, giết raccoon á, kiếm gỗ đi xuyên tường không? Gỗ mì tính làm cái gì? Để đâu? Thì quăng ở giữa thằng Kevin á, anh thấy thằng Kevin đứng đâu là nó. Ôi, từ khi nào game này nó có cái nhiệm vụ vậy? Ừ, học cách xây dựng. Ủa cơ mà. Bản. À, nút Y mở ba lô. Giao luôn anh. Đổi chế độ. Đặt gỗ ra. Làm đè ra. Ủa, con dao có độ bền không nhờ? Em quên này. Không. Nào hết ăn thịt phơi nắng không? Ê. Này là để của em nè đúng không? Cái thằng đang đứng dưới đường nè. Để chung của cả đám đó. Giết luôn. Sai nó, việc nó nhẹ thôi nha, đừng sai nó việc nặng nha, tao mệt lắm. Giết mình luôn. Cút. Tội lắm. Gì đây? Đi theo tôi, lấy vật phẩm. Cho nó ở đó đi mẹ ơi. Nó đi nó lạc á. Đâu rồi, để coi. Có cả ném đá nè. Ê, ví dụ mày gặp Biu mà nhiệt độ hơn 80 có thao không mọi người? 80 ừ. Không vậy? Biết đi uống nước luôn nè. Không đến nước cao quá rồi. 80 bình thường anh ơi. Cho nó chỉ có mỗi cái là đi theo. Ủa, mọi người lấy rìu đâu vậy? Được. Em mở thì trong túi đồ á, có cái gọi là cái bịch cứu thương. Uống phiên. Bấm Y. Có cái bịch đồ cứu hộ. Cái chỗ ngủ là chỗ chó nữa. Bịch đồ cứu hộ. Cái bịch nhỏ xíu ấy. Có cài tiếng Việt không á? À, có khẩn cấp. Ừ đúng rồi. Đây là có mình chơi tiếng Anh, tuyệt vời. Vẫn không thấy rìu ta. Thấy vàng mà. Đó. Có cái gói khẩn cấp á. Cái gói khẩn cấp á. Ủa cái chỉnh chỉnh lên xuống văn của cái này ấy sao mọi người? Đặc biệt connected. Ê, em ra và em có thể chỉnh é rồi em có thể chơi không? Được đúng không? Raccoon. Chơi cái gì? Chơi cái game ơi. Ờ, thằng nào kêu Kevin đi theo vậy?
Em trên em bấm lộn á, em bấm lộn á. Đầu hỏa đây đi. Ở yên. Có đồ ăn, có đồ ăn. Yên ơi. Ở yên đi. Ôi, làm sao được mở ra vậy? Em bấm nó vô sao? Bấm vô bánh răng á anh. Bấm vô bánh răng á. Bây giờ em có hai con cá. Đạn pin, cái mặt. Cái phà le, một cái lửa. Em đói, em hết máu. Những mày. Em nhớ còn có chế tạo cái gì để hồi máu nữa. Rồi, em rồi, em hết rồi, nó chế mình cái gì. Hỏi giờ làm gì? Giờ anh đang coi cách làm nhà nữa. Ôi nè, à ấy à. I turn out for it. Có cái nào tắt cái là hết lag luôn ta? Tắt cái hết lag luôn, có cách tắt game. Đủ rồi, bao, ổn rồi. Bao hết game luôn. Ổn rồi, ổn rồi. FPS ổn định nha. Lập nhà trên cây hay là muốn... Lập nhà trên cây anh ơi. Chúng ta nguồn gốc tổ tiên là từ khỉ. Lên trên cây phải leo như khỉ. Mắt em rơi. Mắt em rơi. Nhưng mà anh chắc mắt em chỉ thao chục. Em chắc cái gì? Tại không có dây hình á. Thì đu xuống dưới đó. Multi và up. Đi kiếm. B học cách xây dựng. Này là anh nói đi. Ừ. Nhưng mà xây cao cao chút xíu nha, kiểu giống như là anh hôm qua đó là quýnh tao vậy, muốn chết đúng không? Hôm qua anh có coi thử á, là kiểu cái chiều cao mình đứng đâu là mình đặt được cái nhà tới đó thôi, nhảy lên thì nó cao hơn được một chút. Còn sao là kiểu muốn ở trên càng cao mình phải có cái bục đứng cao để xây. Có gỗ nè. Biết mà, nhưng mà giờ nó cái lớp lầm là má em lùng quá. Em gì? Cái lớp lầm. Cái lớp lầm. Cứ góc lùm luôn. Cứ góc lùm luôn. Em lùm quá. Không sao mà. Chúng ta em cao mấy 8.82 rồi nó xem lùm cái gì. Em người bị treo nè. Chúng ta sẽ phải lấy nắm bầu ngư Nhật cũng thật cao lắm. Xây mấy cái bục lên á đứng xây. Ăn đi. Khổ đéo có. Ăn đi để hồi máu. Chắc. Không. Anh em xung quanh mà chặt đi. Anh đi kiếm dây thần cho nè. Em còn sao nó cứ đổi qua cái đá hoài trời. Em nhớ có lúc nào để gán mở ấy nhanh đúng không ta? Đây là thành làm cái gì đó để em đứng được chứ đầu quá quả này cao á. Có anh nhớ là có. Ủa? Cái đồ à. Có cái cầu. Ủa. Đây là anh Tâm đúng không? Đây là anh Tâm đúng không? Ổ hệt. Ha. Ổ con sao đít hoài vậy? Tí chị chung về đông mới vô mà tí chèo. Quăng đồ ra bằng G đúng không? Ừ. Quăng đồ ra bằng G đúng không? Đúng mình nè. Mà sao quăng miếng bạc không được ta? Nó cứ vô cái thùng cái túi đồ lại. Nó vô thôi. Sao đâu. Không ảnh hưởng mấy là được. Hết rồi, em ăn hết rồi. Ủa. Cái ra đồ mới vô tới còn ít ha, cũng nhiều lắm. Nè, nó cho mày đồ cơ bản rồi muốn cái chó gì. Em muốn nhiều hơn, con người là phải tham lam. Mày đúng rồi, mày tham lam bởi vì mày kẹt vô mấy cái đường mà làm gì mày có cách bị sinh tồn. R là ai nhỉ? Cái nền tảng là cái là anh Cubino ấy. Có cái nền tảng nhỏ á, là mấy cái bậc lên cao á. Ờ Quang ơi, anh giới hạn cái FPS đi xuống còn 60 cái nhiệt độ nó giảm còn 60. Chỗ này có cái bờ sông lớn với cứt rồi, cái hồ lớn với cứt rồi. Thật sự Quang nó bạc đây, trời ơi. Quang anh Amino là chữ gì đây? R. R nè. What? Sao đây chữ R nha? Đang nghe chữ C mới đúng nha. À
À cái tên Steam sao rồi? Tên Steam á, tên đầu của Steam á anh. Ê bạc phải bỏ đâu đây mọi người? Bỏ dưới này à? Bỏ dưới đại đi. Ê đúng. Cái chỗ này view đẹp hết, nhưng mà nếu có cây nào để xây trên cao nhờ. Mẹ nó mới chịu. Cái này đi anh. Cái này đi. À, mày sao? Ông mẹ nó mất một cây đi anh. Mấy cái này nhìn cũng ổn. Thằng Thạch đi theo tao á hả? Thằng Thạch tâm nữa nè. Thầy ơi. Ở cái xong cái... Em còn đang chặt gỗ mà anh. Ủa chữ T này là T nào? À thằng Bảo. À T. Ừ mình cũng là T mà. Ô của em là chữ gì em bên đâu? D. Yep. Ủa tao đi kiếm dây thần á. Ừ hay tụi bay đi theo tao làm bảo kê hay gì? À. Yep. Quân này thằng này Atomic là thằng Quân ở đây. À em nghĩ là anh nên đổi tên thằng Bảo kia cho nó dễ đọc với hai thằng chữ T thì đọc khó bỏ mẹ. Ờ T tím, T đỏ. T tím là thằng dây thần tạo sao mọi người? Thì tao không có biết, tụi mày đi kiếm. Lụm. Đi nút. Chưa miếng ổn. Để đó. Ủa? Để đó đi. Đang tìm cách trồng trọng kim phát nữa. Nó... Đây. Má đói, ở lộn, hết sức. Má nào đáp máy bay ngu vậy? Mình đáp máy bay ngu. Thông quán. Ủa có chỗ này... quán là tấm gì trời? Đi chỗ này có cái chữ ít thì chữ ít mẹ gì đấy. Nhiệm vụ hả? Chữ ít thường ăn đậu hoặc là cái kho báu. Em đoán vậy. Chữ ít màu xanh. Đi lên thác nước xong cái game lát kìa trời. Nhập thằng nào lôi thằng Kevin nó đâu xa vậy? Lôi nó về đi trời. Kevin đâu? Kevin ngoài kia vậy đó. Đang đứng giữa sông nhớ má nó vậy. Ừ. Hồi nãy em cho nó ở yên trên bờ rồi mà. Nó đứng giữa sông, đứng nó làm cái gì vậy? Ai biết. Ồ, oh, chỗ nhiệm vụ. Làm sao anh muốn làm thằng... cái nhà trên cao có cửa hay là không có cửa? Ê, đủ có xe luôn nè. Đặt gì anh, đủ má, mình chơi game sinh tồn, sao có xe trong đây vậy? Ừ, có xe nè. Chết, em lỡ làm một cái mồi lửa rồi. Ê hình như cái này nó sai sao anh ơi, mẹ cái nhà trên cây nó cây em để hai cầu cây cao. Rồi em biết làm lửa kiểu nhỏ rồi, không phải làm thành thật đâu, thành thật đâu. Ủa anh có chắc mình càng cao là mình để cao hơn không, chứ em thấy để nó cũng bằng cái chiều cao em. Để. Ôi giời sao lên. Không mấy anh về được không? Đây anh đang chạy về nè. Thôi chuyện lên. Nhanh lên, leo lên chưa? Rồi. Quân ơi, anh với em. Em vẫn thắc mắc là làm sao để có đây liệu có ấy. Nhỏ ở dưới đây đi. Thì nhỏ dưới đây đi. Ăn quần. Quần thạch thì nó dám đéo ấy đường chứ đừng. Để này cho đi ở giữa. Mày xuống xe à đây nè. Đẩy nè. Ê, thổ dân kìa thạch. Đẩy. Không, con người nó không làm gì hết đâu. Nhưng mà nó làm tao, mẹ mày. Nó làm tao. Nó đánh cái chổi đá đâu kìa. Ủa, nhưng mà... Đâu, có đâu. Ơi, ăn cái gì vậy? Chơi game mà còn phải heo hút ẩy, có gì mà. Mẹ con bà là chết á. Không có được. Mình chân xích da thật, xích da đứng. Đủ rồi. Tao đang đẩy lên. Đây. Ôi em ngồi hiểu rồi đâu. Set game, ở ngay set game đi em. Lỡ chết. Có chỗ ngủ tạm thời. Xe nè. Đi được không? Được. Em lái luôn nha. Lái về luôn đi em. Đang để anh Bảo lái trở về. Em không thấy đường đó. Em không thấy đường. Tao mới đẩy lên, đừng có xuống. Em không thấy đường để trả anh đâu. Đừng mẹ xuống xe. Anh nghe tao. Mình già thì mình nên lái xe, đừng để mấy anh trẻ lái xe chưa. Đâu. Anh để mấy anh trẻ lái xe rồi. Em đang đẩy xe lên nha.
Anh em nãy không? Em lực chưa? Thôi rồi, được rồi, từ từ, từ từ. Đừng có chặn xe nữa. Đủ. mày đẩy xe kẹt cái gì rồi? Kẹt cái gì? Má mày đẩy xe kẹt vô cây rồi thằng quần què. Rồi mày thấy anh đang cầm gì không quần? Này em đang đẩy ra nè. Thấy không? Yes sir, ném thử anh, ném cái đất thử. Ném đất rồi. Rồi đủ. Mày thấy cái hồ này không? Ê đừng, để tao đẩy. À. Để tao đẩy. Em đang đẩy phụ anh nè. Để tao, đừng, tao không cần sự giúp đỡ. Yếu vậy? Ờ, yếu lắm nhưng mà. Em không đẩy nha, cái phát cuối đó em không đẩy nha. Ê cá vẫn sống vậy á, lù đạn này bịp phải. Bom Trung Quốc à? Thằng Bảo nó còn chém tao nữa. Đây, hên là mình xây nó mồ đấy. Không biết gì hết, em không biết gì hết. Mọi người chắc không còn. Có lên xe không nè? Không ấy á. Anh chạy dắp cục đá kìa anh. Về đây lẹ đi, đủ má đào quá. Chạy xe lát quá. Súng đẩy xe ơi, kẹt đá nữa rồi. Gọi là hay, dạ, hay. Lái xe hay rồi. Anh Thành xuống, anh Thành không xuống xe em nãy anh Thành. Rồi đúng rồi. Thôi anh chạy bộ, em chạy bộ luôn đi. Đúng rồi, có gì chứ đẩy nha. Tao kẹt cái tao kêu đẩy. Chạy bộ đi giờ ăn nấm. Ngon. Chạy đi giờ ăn nấm. Ê hay là cho Kevin bắt cá đi, làm cái giáo cho Kevin bắt cá đi. Ê. Sao anh? Cho em chạy bộ còn nhanh hơn anh đi xe nữa. Bị kẹt nè. Em thấy anh tông cây luôn. Có dây kìa, có dây kìa, chặt mấy cái này xuống lấy dây nè. Em chặt nãy giờ có miếng dây nào đâu. Kẹt mấy cái xác đang treo kìa. À. Thì làm lửa, fire. Có ấy không anh? Không chặt được hả? Không. Chặt là tốt. Đi. Thì mẹ. Em có bóng đèn nè. Vậy khi nào mình có điện? Tao cũng có bóng đèn. Khi nào mình mới có điện? Lửa chạy đâu vậy Kevin? U hu nè. Wow, mẹ mày kêu u có quá trời đồ luôn. Má mày lửa vô cái bây giờ rồi, đủ lật xe rồi. Này anh ơi. Bảo quê quân. Rồi kẹt đây rồi sao vậy? Chặt cái cây chứ sao? Anh thật khổ bên kia lấy cho cái xe. Má mày biết chạy xe đường rừng nó vất vả không mày? Em ơi, mà anh chạy ra anh kẹt hẳn lên cái anh đâm vô anh. Giữa cây luôn. Anh ơi thật đâu rồi. Anh ơi đổ vô em. Tao đi về thấy có mỗi hai người đi xe anh ơi. Đi bộ vậy. Lấy đống gỗ này mình lấy luôn anh. Gần chỗ anh, nó nè. Anh thạch cuối luôn rồi. Anh thạch cuối xuống đất luôn rồi. Là cái đậu đồ. Vậy là rốt cuộc là mình ở nhà trên cao đúng không? Ừ. Tao đang cho anh Bino sẽ coi cái nhà nè. Ở tranh thủ đi trên đường mấy cái nấm á, ăn đi. Cho lên máu, đỡ phải dùng mấy kiếp cái thứ đồ. Đi được không vậy anh? Tao đang đâm cây mà đi nè. Thôi nấm nào bảo? Nấm dưới đất anh, một đống mà. Dùng đi anh. Nấm nào mà có hình cái má à nấm hả tao à bên đây á hả nấm với lại berry đó làm cái này rồi em nhìn này, em trồng hẳn hai cái bàn rồi muốn đặt lên trên kia mà nó cũng không khác gì em đặt chiều cao hết đó. Ủa, sao quá vậy à đâu rồi hả ý phải gần mới được chứ là phải gần hả ừ. Cái bàn này phải gần đúng không? Đúng rồi, gần thêm tí nữa mới được. Về đây anh đi xuống thì đem chạy. Còn xây
Ây da, gì vậy? Mày đập sao đây? Không, nó cập nhật lái xe vô luôn à. Lái xe chạy trong rừng thì má nó khó như vậy. Đập phụ được không? Em hết thể lực. Ơ, chờ em đi trên đường em nhặt được cái băng keo nè. À, băng keo là băng keo mới làm được cái giáo thủ công. Bây giờ phải đặt làm giáo thôi. Em đặt đây. Em Mỹ. Wow. Oh jeez. Oh jeez. Cũng hai giáo, có giáo rồi, có giáo rồi. Đi bắt cá thôi. Đi chọt cá, đi chọt cá. Khó mà. Gì vậy nè. Ê nhưng mà giờ em muốn lấy lại nguyên đống gỗ này giờ là sao? Nếu mà không đặt á. Là có nước quăng luôn. Nè đắp vô đây nè. Ủa này chặt ra rồi hả? Này em chặt rồi. Cái này chặt rồi là nó vậy đó. Sao mình nhảy được lên đó vậy? Đứng đó nhảy, đứng bên cái gờ đá kia nhảy qua. Sao gần bờ không có con cá nào hết trơn trời. Có, mày đi thử. Đi hẳn xuống dưới á, mày thấy nguyên bầy cá ở dưới. Trời ơi, lặn thì sao cầm mấy được anh? Cầm cái gì? Cầm cái giáo phi. Thiếu gì vậy? Cái gỗ được chặt ra mà. Anh có như anh nè, đây anh có chặt dư nè. Bỏ nó em làm để. À ra cái giáo chọc cũng khó mà phi cũng khó trời. Cái máy nó vẫn lùn anh nè. Ừ, đụng sao không lên được hay là do dính mấy cành cây cho anh hả? Nó cái vấn đề đó anh cũng nghĩ là do mấy cành cây. Nhưng mà do cành cây thì để em coi em xây được cái, một cái bên đây rồi. Cũng cỡ đó hay là tối đa nó vậy thôi, nhưng mà sao đứng dưới nhảy tưng tưng lên thì nó lại nhích, cảm thấy nó nhích lên được một chút. Nó nhích nhưng mà nó đỏ đúng không? Không, nhích lên trắng được. Được luôn. Em thì lại nhích lên là màu đỏ. Cá ở đây khó bắt quá. Nè, tới mấy cái cành cây chỉ ra cái là hết kia được. Hay là chặt gốc cho gụm cây đâu. Hay là tùy cây anh. Cũng có thể lắm ta. Mấy cây. Hay là cây này trơn thụ lùi nè. Cây trơn thụ lùi này thì sao? Cây thử cái cây trơn thụ lùi này ơi Tâm. Cây này trơn thụ lùi nè. Tại chỗ anh đứng nè. Nó chân thù lùi, chùi lũi. Chỉ cao bằng khúc này của em trở đi xíu rồi. Cao được cái chút xíu rồi anh hey, mà hình như anh để ý là cây nào nó cũng tới khúc đó, nó chỉ cành như hết trơn mẹ. Nó cũng vậy thì chắc em tối đa được kìa. Cá ở đây không mấy được rồi, cá này khó bắt quá. Để tí em lại cái chỗ kia em bắt. Làm gì? Bắt để ăn anh. Bắt làm gì trong khi tao ném lựu đạn. Ô, anh không bảo vệ môi trường gì hết trơn. Tao ném từ lúc đầu là bảo vệ cái chó gì đó. Tao ném từ lúc đời nào còn bảo vệ môi trường. Ê, sao chép mại hôm nay không chết thế nhờ.
Hôm nay nó hơi bị trâu. Hơi bị trâu, mình phải làm cái gì đó. Còn tối kìa. Tối nay ở lại khỏi ngủ với thủ dân đi. Chơi thủ dân luôn. Khỏi ngủ, phải xây xong cái liều. Ông ấy em nói là khỏi ngủ để chơi với thủ dân. Ờ thì em có việc không ngủ. Ơi cho thằng kia nó bắt cá được không ta? Ủa? Thằng kia nó bắt cá nổ không ta? Ủa? Từ, má em vừa mới phát hiện cái lồ này nó cũng hay lắm anh. Chỗ gì? Từ, đợi xíu nhé, để em coi cái. Để em coi đúng góc nào nó wonderful. Wonderful luôn. Đúng, phải wonderful. Kéo kéo hướng này xíu đi ha. Thấy gì không? Ngó, ngước lên. Thấy, tại sao đéo sai kiểu này ta? Em đang muốn thử á, nếu mà mình only in vô cái này thì sao á? Đột phá 95 gỗ, phá chặt lũ giò. Ừ thì đấy, thôi đi ngủ anh. Đi ngủ. Nhưng mà thằng Bảo không chết ngủ, mình đâu ngủ được. Lưu lại chết con mẹ à. em phóng cái giáo lên con này còn nãy chạy luôn rồi. Đi ngủ đi em, bỏ cuộc đi em. Phải biểu lưu rồi. Đó. Ngu rồi. U. Sao nhà mình cao thế? Mình làm cái ấy cao thế. À làm đây. Ấy nếu mà ok á thì ra cái hồ rộng nãy anh với em. Thằng Thạch thấy mấy cái xe á, cái hồ nó rộng phải cứt, xây giữa hồ luôn. Đi ngủ anh, đi ngủ mọi người, đi ngủ mọi người. Để em hủy, Đi ngủ mọi người, đi ngủ. Để chuyển khu cũng được, coi như đây là để cái... Ờ, có ai có băng keo không? Có ai có băng keo không? Cho em xin lại. Cho em xin cái vậy. Tao có đèn pin nè. Em cũng có đèn pin. Đấu như cái khu nút đi. Thì đi. Hình như là muốn cho đồ là để lấy bằng keo ra. Làm hình như muốn cho đồ là phải có cái khay đúng không ta? Không, cái bây giờ không cần, chỉ cần giờ ấn E thâu lưng á. Nè, giống kiểu anh nè, nó E nè, kiểu anh Mino. Ok. Em sẽ loot của anh. Loot cái chó gì? Ba lô mày đưa tao chứ đồ loot tao làm gì? Đó nè. Vậy hả? Nó đòi loot ba lô em anh ạ. À. Em biết đâu? Bọn này đồ của ai vậy? Ê, ai trắng phía sau vậy? Đâu? Nó đó. Bạn. Ê, đừng cầm vũ khí, đừng cầm vũ khí. Bạn tin. No, cầm vũ khí. Cất vũ khí cái gì? Đừng cầm vũ khí nha. Em sẽ cầm nắm. Ngủ mẹ đi, sáng tính. Gái gú gì tầm này? Nó hợp lý á. Hình như cái đó là con nhỏ gì trong phần 1 đúng không? Không. Không, con nhỏ trong gia đình tài phiệt đó. Ngủ đi. Ngủ nè. Rồi. Anh Quân ơi cho em cái ấy anh Quân. Đây. Anh cái đủ thế. À là phóng vô ba lô em hả? À đúng vũ khí kiểu gì đấy. Đâu rồi. Bạn nữ. Ấy sao ta? Sao không? Sao không? Em lấy hả? Đúng không? Em không biết nữa. Ba anh em ngủ ngoài đường. À, hình như là phải chuyển qua cái bản vàng đó hay gì á. Nó đâu có đủ đẳng cấp nữa mà. Hiểu. Em cũng không hiểu. À, từ. À, bị đói hả? Ừ. Ủa, nãy mới bấm được cái hộp mẹ gì mà ta? Ừ, mọi người ơi. Làm tí đồ ăn nè. Em sẽ làm cái gì á? Bị đói không? À đây. Có ai bị đói không? Ủa, có mới uống dụng ra cái gì á? Cái gì á? Đúng rồi, em lấy nè. Ủa hay vậy? Hay. Đâu mọi người đấy làm cái cá đã nướng. Cá nướng xong đâu mẹ ăn cá sống vậy? Đụ má anh lỡ ăn. Người đi thử. Anh là mình biết mình đói nhưng mà mình em chưa. Rồi. Phải uống xong nè anh. Phải chết quên uống nước rồi. Mình nấu nước xịn được mà. Mình kiểu mình nấu thuốc được hay gì á. Nhưng mà uống tạm thời. Làm sao có cái... Giờ mình phải đi ấy thì sao có cái nồi á. Nấu cho ngon. Con hu chắc phải cầm súng bắn chứ. Chọt rồi đến khi nào.
cái hồ mà ấy đâu rồi nhỉ? Cái hồ view siêu to siêu rộng để anh đúng chạy rồi, ra cái, đó cái thác anh, cái thác hình nãy em đi nấu ăn cái nhá. Nó ngoài đời á hả? Ừ, đâu đi nấu ăn ngoài đời. Nấu ăn ngoài đời. Nó là bất khả kháng rồi. Má ném cái giáo xong tiêu luôn. Anh giống em luôn. Ừ. Ném chuẩn quá, dính con mẹ lên ấy của thằng kia. Hello em Đức. Thôi mày em Đức. Phải tới ủng mẹ cái hồ siêu to siêu rộng rồi. Hai đó, sao anh đi rồi hả? À, anh ra đây trước mà để mọi người hồi tí đi theo. Em còn đang sắp chết đói. Đang đi, đang đi. Ngoài này cá ấy, nhiều con lắm. Con rùa. Em giết rùa. Cái cua lấy thịt. Ừ để em dẫn theo thằng này làm nô lệ cái đợi xíu. Ê, hình như mai gùa làm cái ấy đựng nước được đúng không? Được. Ủa, đụng má, what the fuck man. Làm khó đi. Kẻ cầm xe mình để đi. Lên mặt luôn. Má mày lấy cái xe đó càng khó. Ủa sao cái mai rùa này em không lượm được ta? Mày nó bị ngu hay sao anh ơi? Cứ đi, họ nó tự đi theo à. Anh ơi, em không lượm được cái mai rùa này. Chặt chặt chặt. À phải chặt ha. Ừ. Nhà má du qua Hungary đúng. Trời xíu má xe lò mày lái file quá. Đâu gì? Biết gì không anh má, mình có thể chọn cách lái từ từ. Cái này xe thôi. Em lái không bị đụng anh. Em skip được rồi. Tức chứ. Nhưng mà đường nhiều cây quá, không thấy được. Trời ơi, không lụm được. Em chặt rồi, em chặt phải 10 nhát rồi, nó không chịu mấy, chắc không cho lụm nữa. Ừ anh ơi. Ơi. Nó ở đâu vậy anh? Cầm điện thoại bấm M lên, bấm chuột chữa. Anh ơi, đưa sắp con mẹ nó lọt con mẹ giữ được không? Ê em có cái nồi rồi nè. Hay đó. Cái nồi em có mấy chai rượu luôn nè. Ủa. Cái này băng qua sông được không vậy anh? Không, nó mà bị kẹt xuống sông em phải đẩy chết mẹ luôn. Má anh nói. Ủa có dây thừng rồi nè. Chứ mày nghĩ trình độ lái xe của tao mà vướng víu gì hết mày. Dễ quá, cá cha đắp hết hả anh? Nó cứ... Cứ nó lên rồi nó đéo lên. Tao thấy... Điền bản thân thấy xe phế vậy luôn. Ừ, em cũng thấy thế. Ngoài trừ cái việc chở ra thì chưa biết nó còn tác dụng gì. Mà cái chở ra đấy anh muốn nó làm cái chó hay nữa anh. Ra là chở được 4 thằng. Em lấy được cái tấm pin năng lượng về cho nhà mình đây nè. Sao thật? Anh có cái tép không? Có cái gì? Băng keo hả? Ừ. Không, anh không có. Nãy anh Quân mới cho em mà em làm cái giáo hết rồi. À có. Mọi người ơi, em có một cái nồi kho vui hộp. Ơi. Em có 4 chai vodka. Sau lưng nè. Ừ, mày lái xuống. Ủa, tấm pin năng lượng mặt trời này. Em đang thắc mắc là tấm pin năng lượng mặt trời này xài sao? Làm điện chắc vậy. Đó. Có thu hút ánh nắng không? Xây nhà giữa cái hồ này lên trên cao. Ui, con này thổ dân như lôn. Tính là nãy giờ em chưa thấy thổ dân luôn. Để tao thấy lúc tao đi Thạch nè. Nó chỗ đá tao thấy mẹ luôn. Thạch nó không làm gì đâu. Em
Em sắp chết đói rồi, bự dữ má. Anh cũng sắp chết đói rồi, đúng. Em thì không bị đói chết. Ở khoan, từ từ tranh thủ má. Ai có xuống. Ai có cá gì không, cứu người đi đó. Ăn nấm đi anh. Tao sắp chết rồi. Ăn nấm đi anh. Ủa anh thấy em chết không không bên đâu. Hồi nãy em ăn nấm em no rồi. Sao em? Ăn nấm đi anh. Mà đi lại cái độc. Anh thấy em chết không? Nấm không có độc anh ơi. Đợi anh xíu. À, anh đang mở kho đồ. Bắt đầu. Ôi, uống nước bẩn là cái thành nhớ, máu nhớ. Màu đục đục nó lên nè. Mẹ anh này liên quan chứ. Nhớ nhớ một thằng mê đớp thay nhà giữa hồ. Cái gì ở giữa hồ nè? Ừ. Xung quanh xác người giữa hồ nè. Wow. Xung quanh là nước đây. Không em bên đâu cho em cái gì. Còn nhưng mà cho bằng cái gì giờ? Không biết ơi. Anh bảo ơi. Gì anh? Mình lấy quân cho mày bằng cái gì? Ôi trời trời như thế nào? Cho là anh Bino bấm nút E xong rồi quăng đồ qua hay gì hình ảnh anh Quân mới làm á, em không biết. Thạch đâu rồi? Đây em đây. Ở đây. Em đi khám phá cái. Ô hình. Đủ nó xây cao E. À ăn nấm lên cũng nhiều bộ. Ủa? Ăn dược quất lên không nhiều thôi chứ ăn nấm lên nhiều mà lên một khúc luôn. Em đi tìm mấy cái nhà của thủ dân em lấy đồ đây có thể khá. Đây lấy đồ đó à. Ok thank you. Anh đi kiếm bắt cá bốc xác con ai nè mà bị thúi rồi không có loot được. Không phải nay mình săn nó không cho loot. Đây có cá không? Đây chặt chặt cây em ơi. Vô vô vô. Không em. Tao tưởng mày đói đi bắt cá nè. Má giờ đói cũng phải đi xây nhà anh ơi. Con người công việc anh ơi. Không có sạch dễ. Được một con cá. Ê, ê, đừng ăn, đừng ăn, đừng ăn. Vậy là thạch bắt cá kiếm viên bảo kiếm đồ ăn đi nha. Anh với Tâm đi chặt cây à. Giao nhiệm vụ kiếm thức ăn nuôi đói cả bầy đó. Em có hai miếng thịt trong người nè. Tốt, cứ thế phát huy. Em có đồ khui hộp nè, có ai có hộp đồ ăn không em khui cho. Không. À khui bằng cái dao thử ơi, ai biết coi thử ơi được. Hồi nãy em mới săn được một con cá nè. Mà em bấm lộn lúc em nó ăn con nẹ luôn nè. Ai à, thật là tốt. Nhưng mà em không bị ngộ độc. Má chặt mấy cái cây xung quanh này cho dễ nhìn đường á. Cá đâu rồi? Cá hiếm quá vậy? Quân nó nấu ăn ngoài, ở ngoài view like rồi. Em nghe tiếng chặt luôn á. Em nghe tiếng chặt luôn á. Nghe tiếng chặt chặt chặt. Hay vậy ta. Cây đổ. Em dọn cỏ cho dễ nhìn. Lát dọn xong phải tay dọn. Nghe tiếng em có hai bịch đồ ăn quân đội nè. Đồ của mẹ thằng Bảo có khiếu đi kiếm thức ăn quá vậy. Hay là mình nuôi đua như không phải thằng khế anh ơi. Đồ thật nó giờ kiếm cái gì rồi em?
chưa kiếm được gì hết đâu. Em có hai cái dây thần nè, hình ảnh em lút được cho mọi người 4 chai vodka để uống nè. Đủ. Nhưng mà nếu biết cái vodka em cũng hàng to. Em có cái hộp thịt crunchie winchie gì nè. Thì có thể làm cách nào mà bị bơi hay không? Chết đói rồi. Vậy có thể đó, qua qua cứu đó. Anh em cái được không? Em xa lắm. Em xa em mới lút được đội. Em gần sao không biết nữa. Mày có bị đánh đâu. Em đang chạy về nha, cố sống nha. Thì chắc chắn là sống rồi đó. Không chết tới mức gì đâu mẹ. Có con cá nào đó hay không? Không. Buồn vậy. Có cá, khó như chó ạ. Khó lắm mà. Dễ, thì biết phải bắt cá rồi. Chính xác tính mà, vậy mà, vậy mà cái hồi beta em bắt bắt chúng được hay thật. Vậy em không làm được cái trò đó nữa, không, không hiểu luôn. Nhưng mà cũng được. Ê! 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 Cứu anh! Ây da! Là quá anh bị con mẹ mày. Mẹ! Nó gõ đầu anh chứ nằm luôn. Anh đâu rồi? Mẹ! Ngay, ngay đây! Mẹ! Mẹ đầu lâu tụt lẹ quá vậy! Cứu! Đây! Mẹ! Nào quýnh anh bị con mẹ! Đâu? Nào anh? Mẹ! Anh đéo biết nữa! Mất dậy thật. Đang chặt cây quay nó gõ đầu anh đấy mẹ nó sợ quá sợ quá. Mới đi mẹ nó quấn anh nghe quá tục phết. Ủa gì cái thằng quần Kevin này đủ má tao sai mày đi bắt cá rồi mày đéo thấy con cá luôn. Hả? Ông phát game lỗi rồi. Gì vậy? Em quăng cái giáo xong cái giáo cắm xuống đất mất tiêu cái giáo luôn. Tiêu cái giáo đúng không? Yeah sure. Mày đéo tìm được cái giáo luôn chứ. Đúng rồi. Đó là lý do tao cũng đi hắc mắng giống mày á. Ê tới đây game này còn lỗi hơn The Forest nữa. Game này mới ra mà thanh niên. Ý là The Forest lúc mình chơi nó phải nó đã hoàn chỉnh rồi. Thì game này nó cũng nó thay rồi là dựa theo những công thức đã có rồi mà đâu có cái giáo thủ công cung thủ công. Má, nãy như ủa, kinh dị, đậu mẹ quay qua cái tự nhiên, ủa sao tự nhiên thằng lồn nào thằng... Nó tác hành video game lốt. Má, nó tác xong nó biến mất mày, mẹ như phim kinh dị. Ờ, em cũng đéo hiểu lắm. Hai người phải tích tóc, em bỏ hết cái đống gỗ. Thằng thật kiếm được rồi anh chứ hả? Rồi anh, được một con cá, một miếng thịt. Bắt lửa lên nấu đi. Bắt lửa đi, bắt lửa đi. Em cho mọi người cái nồi để nấu nè. Trời ơi em ơi trời. Phá luôn cái góc luôn ha. Phá mấy cái góc luôn cũng được. À, em bắt lửa nè. Đó, có cái mồi lửa nè. Ủa mà mồi lửa này có ấy được không ta? Để tao quăng bớt lá cho nó sáng. Ủa làm sao nấu? Bỏ ấn e vô. Rồi nước đâu mày? Cầm lại. Mày con rạc cuôn kia mày nhìn cái chó gì? Nấu một nồi lẩu ăn ha. Nồi lẩu thịt cẩm ăn ha. Ôi ơi, con rạc cuôn đâu rồi, đi con, what the fuck. À đây. Con chó rạc cuôn này. Mấy em. Nấu một nồi lẩu ăn ha mọi người ha. Ừ. Em... Ủa, cái rạc cuôn béo gì với được có miếng thịt vậy? Cho tí lá vô nè, ăn cho có chất. Cho một miếng thịt vô nè. Kevin nó báo em nó thấy cái gì đó anh. Em mới biết nó thấy cái quần què chứ. Đương nhiên tụ lột kia rồi. Nghe ngạo hú vậy này. Ui. Cái toàn cá sống vậy. Ô, là nấu gì chưa? Bỏ nấu cái nồi luôn đi. Hãy bỏ cái nồi ra. Ê cái. Mọi người ơi, dẫn thâu. Bỏ cái nồi ra đi. Kê. Trả em lại cái nồi đi. Hai từ đi. Hai ngủ dân kìa.
địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ, địt, 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 địt bà mày, địt bà mày, lục địt bà. Nấu nó lên nè, nấu nó lên anh em ơi. Đông dữ rồi, đông nha. Rồi tao miếng thịt nha, miếng thịt đó của tao đó, hay để yên đó. Đúng rồi, con cũng thích nấu vậy. Chặt nó, chặt nó. Lửa đéo đốt tới mày ơi. Kẹ, kẹ, đốt, đốt rồi kìa. Đốt rồi kìa. Cái viên này mày, mày... Thằng Bảo còn miếng đồ ăn nào không? Còn anh ơi. Nè 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 có. Từ 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 từ, anh đâu. Rồi, yeah, con cho sao? Cho sao anh? Bỏ vô cái lò thôi, đừng. Ừ, bỏ vô cái lò cho anh ăn được rồi. Bỏ vô cái lửa. Anh đứng yên đi, em cho anh bịch đồ ăn nè. Ờ, có bịch đồ ăn. Bịch đồ ăn quân đội luôn. Rồi. Bấm quy để kiếm cái bịch đó. Rồi đó. Ăn đi anh. Anh thử anh ăn được. Thử, ăn được mà, ăn đi anh. Trời ơi. Tính mọi người còn sướng, mọi người ăn thịt, ăn cá, nãy giờ em ăn nấm không đó. Mày còn thế. Mày hổ dân. Má còn 6-4 cây nữa. Ủa chứ thịt tao cũng đi giết gạt quân ra mày, đâu phải tao không giết đâu mày. Thì em nói em chừa đồ ăn cho mọi người nãy giờ em ăn nấm để em no thôi đó. Tích cực đẩy nhanh quá trình kiếm gỗ nha. Đâu, nhưng mà có ai có thể đầu tư cho em một thêm một cái giáo được không? Ba thằng rồi kìa. Từ mày từ từ, ở đây đông mình. Bốn thằng rồi kìa. Má em mới giết một thằng rồi anh ơi, má bọn này nó chưa sợ cái chết. Chơi với anh má. Em anh phù máu. Mẹ mày. Có cái giáo là thêm được con cá rồi trời. Né mẹ mày. Né. Ủa đâu rồi? Trời ơi, đây cáo quá trời luôn mà không có giáo. Cay thế. Có cái giáo là ăn được mấy phần. Má tưởng mày ăn thịt sống luôn tao. Ê, thằng game mày làm chó vậy. Làm gì vậy cu? Nó chờ người ăn á. Làm gì vậy cu? Nó kéo xác bạn gái nó về á anh. Nó còn kéo xác bạn gái nó về. Có xương rồi. Đụm xương lên. Đụm đầu lông lên. Ừ, để làm cái bếp nó to xíu. Rồi có cả đống thịt kìa. Để xíu. Đang. À có cái đùi rồi nè. Làm được ghế xương. Cái thằng này bị gì mà cứ hở tí là ăn sống rồi. Em mày đói vậy à? Sao mày ngu vậy con? Mình nghe sớm là cũng không chắc đó. Ừ, cái phần làm cái lò em sẽ im miệng, em lấy cái xương và em chế tạo cho mình bộ giáp. Không có cái lò bắt cái xương chắc được mấy bộ giáp quá. Giáp đâu xương đâu, xương của tao đâu. Giáp không xương. Có ai? Ủa dần hơi đông. Mấy cái tấm bạc để làm gì ta? Làm điều khiếp lắm. Đặt này ở đây đi. Ai có mấy cục đá bự không? Vô. À. Cá nó có cháy không ta? Cá thịt để lâu nó có đâu cháy không? Để lâu nó bắt đầu cháy. Ăn đi. Ăn đi. Ai đói ăn đi mọi người. Chứ không nó cháy á. Cho nhiều. Nè có thịt ăn mà không lên nhiều gì hết trơn. Để đó giữ ý. Từ từ. Ăn mà không lên nhiều gì hết trơn. Giữ chó được. Này thiếu cái dây đúng không? Em cho cái dây vô. Còn má còn 4-6 cây gỗ nữa. Mày đâu ra bố láo nhỉ. Để em chặt cổ anh. Em đây không biết cái stone này là cái gì đây. Không biết nó phải bếp không. Cái bếp thì bú.
bếp hay là cái để nung gì hay là để sưởi ấm? Đã biết nhưng mà em thấy là cầm cái cục đá này hơi mệt. Ủa nhưng mà mình xây cao vậy? Thì xây cao mà mình xây cao vậy có dẫn ra ngoài biển. Rồi dẫn ra ngoài sông. Ủa cái này là cái tháp để chèo để leo lên. Ừ. Tháp để đu lên thôi. Đúng là mình thấy cái giày nó nói ra cái chút ép rồi. Ok, để coi lúc xây xong rồi. 31 phục nữa thì vậy. Okay. Trời ơi má, xây cao quá, tính nó tốn gỗ. Xây muốn xây muốn chửi cái rừng luôn. Nó có tông vô cái đó xong rồi gãy luôn không ta? Thắc mắc. Chả biết. Thằng Kevin ơi, mày đứng yên một chỗ. Ủa? Đi anh ơi, cái đồ ăn quân đội hồi nãy ăn được nhiều không anh? Ăn cái hơn nửa cây á. Đồ ngon vậy. Sao em đang có mấy cái dây thừng này mà nó không có cho em ấy vô gắn vô là cậy đó. Đấy phải đến độ của nó mới cho gắn là cậy đó. Ủa vậy sao hồi nãy có chỉnh được qua hành cái kia đây đá vậy? Mình mới đi xây nhà mình chưa vô hang động. Đây gậy nè, gậy đẩy gỗ nè, ai cần chặt gỗ đẩy vô. Anh cũng đang làm gỗ đủ rồi hả? Đủ rồi anh ơi. Em cầm nhiều quá. Chứa được 8 cục gỗ nè mọi người. Ừ đủ mẹ, có bơm mà sao không lấy bơm để khai thác cho nhanh ta. Bơm em chở xuống nước là chính anh ơi. Ủa cái dây zip line á là xài một lần hay xài nhiều lần ta? Đó nè, cây nè. Tải lồn. Đó, cây đó. Ok. Lượm. Thu hoạch. Rồi đặt sao? À, ấn ít vô. Ra mấy thằng hổ dân nó ra nhiều quá. Rồi anh lụm hai. Hổ dân nó cũng mấy thằng hổ dân hiền. Đây rồi. Để về đi, anh ném từ từ về. Em mới đi quân đâu rồi? Đi nấu đồ ăn rồi. Mà sao nó ở đó vẫn sống được hay vậy? Do không có ai ở đó hết. Ảo vậy. Mẹ chúng ta có công cụ mà chúng ta không xài. Một quả bơm thôi là đã được mẹ một mớ rồi. Nhưng mà anh không biết em xài bơm để bắt cá. Bắt được 2 con. Quá nhiều luôn. 2 con là nhiều rồi mày ơi, muốn gì nữa. Em nói nhiều mà. Quá nhiều. Ê, đừng chơi nữa. À, cái này mà là cái bếp lò siêu bự thì chắc được quá. Cũng đáng. Em làm cây. Thèm quá nữa.
chỗ này nhiều cây nè. Mày là ngoài làm gì đây đây? Phải anh bọn nó ăn ăn thịt đồng loại tụi nó luôn mà, mày còn còn ác quỷ vậy. Hồi nãy em xếp cây gỗ sao mà nó bị gãy làm đôi vậy? Mười cây nữa thôi. Em có sẵn hai dây thừng rồi nè. Chín cây, bảy cây. Nhiều quá anh, không, không phải là chín cây, bảy cây đâu, nhiều quá anh. Để ưu tiên cái khó nhất trước kìa. 6 cây. Sao tao thấy có 2 cây gỗ phay sơn gì nữa vậy? Nó còn có cái gỗ gì mà mình phải chặt làm đôi nữa anh. Chặt làm đôi. Ê, nhưng bạn, mà nó tự chặt. Bạn gì ơi đừng chạy. Bạn ơi. Các bạn chạy dữ vậy. Còn nhiều anh, không phải 2 cây đâu mà còn nhiều lắm anh ơi. Anh ơi đừng sợ, mình không làm gì bạn đâu. Bạn nhìn này, tôi cầm tay không này. Cây đổ. Đang làm gì hả? Ê, ví dụ mình nó đổ vô cái ấy thì nó có gãy, nó có bị hủy không ta? Không biết. Chắc có chứ. Cây đổ. Con thạch vẫn đang bắt cá kiếm đồ ăn nuôi mọi người. À, cái gì? Đang bắt cá. Nó không chơi cho sợi chích lỏ nữa. Ê. Khó ghê, ai da đau. Chặt nhau à? Nghe tiếng là biết chặt nhau rồi. À, ai phan cục gỗ đầu đau vậy. Mình là anh em dính. Em có người đồ ai không nha. Ê, đủ rồi, từ đủ rồi. Dây thần. Láp dây thần. Trời ơi. Người leo lên đỉnh này em. Người leo lên đỉnh đầu tiên thế này em. Đó này má. Ê shit má. Mày từ đó coi thiết kế coi. Ủa. Cái gì vậy? Coi bắt qua bển làm sao? Từ từ em. Ủa. Mày ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ xây thêm một cái gì đó. Từ. Cái đó nó. Hello, cô gái Pachi, cô gái Pachi. Chạy lâu lâu nó qua nó giao lưu mà. Cầm không vũ khí nha, tay không. Kiểu nó biết một trong năm anh em mình, bốn anh em mình có người đẹp trai lâu lâu qua ngắm cả. Cả đẹp trai. Tù má, đứng trên đây nhìn xuống dưới thấy thổ dân nó lướt dưới gió á trời. À, thấy em mệt luôn. Trời ơi. Cái này gì đây?
Hồng ơi, chắc tí nữa phải vận chuyển gỗ lên đây luôn quá. Chuyển chứ. Ủa là sao ta? Đặt cái shelter ở đây. Ủa, rồi là sao? Dạ. Xuống sao? Xuống thì... Nó tự nhiên có cái này dư cái chảnh nha. Ủa? Quang, Quang, đừng nói tao là tao làm lộn, đừng. Chắc vậy rồi quá. Giống lắm. Em biết đâu, cảm giác lại trên đó như thế nào em biết đâu. Mát lắm em. Trời. Độc nhất. Độc quá. Độc quá anh ơi. Mày đừng kêu tao lầm lộn còn mà. Mày xây tháp canh đó hả? Phải không? Giống lắm. Rồi. Rồi. Rồi, cái con chặt cổ nãy giờ rồi. Thôi, không sao anh. Chặt cái tháp mình cũng được. Có cái tháp canh. Cái con đốn rừng để xây nhà. Mình phá hoại môi trường. Mày đủ má, cứu người đi, nó bò tới bên đây nè, cứu người đi. Ui, ăn nấm lên quá trời luôn mọi người. Ăn. Đúng giờ. Nấm em lên full cây luôn rồi, không ăn được nữa. Nhưng mà bây giờ nó có cái lo cabin này. Có thay em trả thì mời. Có cái lo cabin. Tự nhiên bộ Forest 2 nó bị hạn chế về mặt xây nhà nó. Chưa xây lều. Lều thì dễ ăn. Em xây đi để có cái ngủ. Em coi à. Ủa nhưng mà cái này là gì ở tường hả? Cái ở đây nè. Này là gì hả? Tường hả? Không phải anh đang xây thử coi nó là coi cái bếp không. Tại vì không có cái nào thay thế được cái lửa chạy đó thưa. Rồi đang coi thử. Thêm một cục gỗ. Ôi sao mình không xây ở trên cái ở trển đi. Chó đẹp. Ngủ trển chó mát. Vấn đề đặt được không? Phải thử mới biết được anh. Thì thử đi. Anh đi lấy mấy cục đá biển về. Được. Anh thạch chưa gì đặt ngủ được. Rồi. Đặt được. Một ngày của anh thạch nhàn quá. Mà anh Quân không ngủ có mà ngủ anh thạch ơi. Được ha anh. Được. Đặt cái nơi trú ẩn săn bắn được. Là sao? Cái nhỏ đặt trên nóc này được. Cái lều á. Ok. Đặt nó đi cũng được anh. Hay quá. Tự nhiên em lại thấy được Forest hay hơn trò này. Hay. Kiểu mình tải 11 gì đéo đáng á. Ừ. Ừ vậy để em coi có bằng chuyển được gỗ lên không nha, để xíu. Có gì đâu. Có bằng chuyển được. Không được. Shit. Không được rồi. Không có cách nào hết. Ôi. Cái nấm này để làm mũi tên độc à. Á giờ đéo ổn rồi, SOS. Ê nhưng mà sao ngủ thôi. Ơi tấm màn không có ấy được trên này mọi người ơi. Ừ, biết mà. Ừ, để tí em test cái tấm màn cái. Anh ơi em muốn xuống. Con được đầu nữa. Anh ơi, xuống đi anh Biu. Xuống đi anh. Đi. Ô má, gọi xong tao kẹt giữa lỗ rồi tao đéo ra được luôn. Hả? À.
Nhảy được mà. Nhảy lên anh. Ai rồi bên. Ngủ trước đi, mai tính sao? Ừ, cái lều đó. Không biết anh làm gì. Ai vậy? Ai cúi xuống đất nhìn giống ói quá vậy? Uống à, uống nóng hả? Cháy kìa. Cháy kìa. Ừ. Không nóng. Em mới nhận ra trò này tối hơn The Flash mà. Ừ. Tối quá. Thấy được. Chị em muốn chứ, em cũng khát. Uống nước đi, nước nấu rồi. Uống nước ấm. Uống lên quá trời luôn. Ủa nước vô cực hay vậy sao? Uống là vẫn hiện lên lại nè. Tao biết. Ủa ai đã ngủ vậy? À, ngủ. Hai trên năm rồi, ngủ rồi mọi người, ngủ rồi. Ủa, mọi người. Ủa, làm sao thấy cái thằng Kevin? À. Yes, sir. Cái trên này chiêu em bị hơi lâu mọi người. Thằng này đi nấu ăn hơi lâu. Trên nấu ăn rồi ăn cơm anh ơi. Trên này chiêu quá em bị buồn ngủ. Anh đi đâu, anh đi đâu ơi. Anh đang ngủ mà. Ai nữa, còn ai vậy? Em ngủ rồi. Ba trên mấy vậy? Đủ quá. Còn anh Thạch, thằng này anh Thạch chưa ngủ. Để anh Thạch ngủ cuối á. Tao muốn lấy cái nồi. Ê. Người ta bị cháy đúng không? Cháy. Nước. Tính ra xe này tiện ha. Có cách nào làm một cái xe giống vậy nữa không ta? Em vẫn không biết cái tấm pin năng lượng mặt trời sinh ra để làm gì. Làm bẫy điện. Có cái bẫy điện đó. Giờ em cần cái băng keo mọi người ơi. Em cần băng keo mới làm được cái kia. Em mới tăng được cái. Thôi để múc nước sạch lên cho mọi người nhé. Đúng rồi, đổ mẹ làm em đi bên luôn nha. Làm bên cái em này nó ít hơn cái kè. Em đi phi lưu kiếm thêm đồ ăn á. Bây giờ cái cây này chặt cái là mất hết gỗ hay gì? À, ở nhà có đồ ăn không? Có nhiều lắm. Có thì nấu đi, sắp hết rồi. Đâu? Anh Thạch á. Hồi nãy em thấy nấu đồ ăn một đống luôn mà. Nhưng mà Thạch em xin xíu ăn. Ủa, thôi. Xây được cái này hả anh? Ừ, cái đó mới là cái để xây mở rộng đó. Còn cái này là chỉ là cái tháp để đứng canh thôi à. Nó cao hơn. Anh đang hy vọng là chặt cái này nó gỗ ra. Ô, thay thôi, bắt thay thôi. Đặt đi anh, gán lên anh, tin anh. Ờ, chụp lên này rồi. Anh nhớ có cái cách nào làm phát chơi. Em đang tìm đá. Em đang đi tìm nhà của mấy thằng thổ dân để lút thêm đồ mà có vẻ khó. Ít quá. Cái thằng KV nó. Rồi mày ăn cái sống luôn rồi. Không, cái này trong này không có dù cái thống cái chính rồi. Có mà. Không có. Chắc mà ta. Ăn cái sống nó lên cái thanh xanh xanh đó anh. Anh không biết hả? Cái thanh nào? Xanh xanh đây máu á, anh ăn thử mấy đồ độc đi là anh biết liền vậy. Ăn mấy cái đồ đỏ á. Con nào còn bơm không vậy? Uống nước sống nó cũng lên mà. Em còn.
Không, nếu sống thì lên, anh nhưng gọi mà cho anh trái bơm nha. Ăn đồ sống cũng lên luôn anh, ăn đồ độc cũng lên luôn. Nhưng mà một hồi nó hết, à, ăn đồ chín lại nó hết. À, em đang chơi. Ê, anh Vino thả cái kia xuống rồi nó che không thấy mày gì hết. Thả thả cái giỏ đồ xuống. Ừ. Quỳ Ai thả luôn quỳ đây. Mọi người ơi, rồi. Hay mình lên thác rồi, mình tránh sống nhà đi, trên thác nhìn đẹp quá à. Đang đang tìm cách xây cái thác mới. Ôi nó ơi. Trên thác nước khá là đẹp nha mọi người. Đi về à đâu? Ê nổ. Cái ê, 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 nó giữ lỗ lại được. Tập à? Cho nổ cái này giữ lỗ lại được. Ê. Tránh ra nè Quân, tránh ra nè. Anh ơi, đâu quá. Tránh tránh ra tâm ơi. Ra rồi anh ơi. Đó, giữ lỗ lại được. Giữ lỗ lại được. Vậy cho nó càng được dưới không trung vậy anh đụ không có ảo vậy. Ê, vẫn, vẫn. Em thấy anh thấy cái lồn vô đó. Anh đi tâm. Thầy. Em cứ nhìn em này. Ý mẹ mày đu cái gì trên đó vậy? Em không biết. Mấy cái khác nó khó lên quá. Mấy game vô à, chi dưới ừ. Trời. Chấp quá, khó lên quá. À, đau quá. Thầy té đau quá. Mẹ. Ủa. À. Đúng trên thác là dùng nước tiết nè. Ê, game lỗi vô chi vậy luôn. Em lên tuyết, em lên núi tuyết em chơi nha mọi người. Má hồi nãy mình nhớ là mình chặt lòi lồ nó có ra gì đâu dữ đụ má luôn. Ê, nó té bật đau ấy. Má đỡ đi chặt lại biết bao nhiêu. À đây. Có. Hay quá Kevin ơi. Má mày mày kiếm thêm con cá đi con. Kiếm con. Ở cho cơ viên cái giáo này thử cho còn cho kiếm cá có kiếm được give it to me. Thằng này nó ghi là give it to me nhưng mà thực chất là nó quăng. Ê. trời à, là, em là, làm sao để có thể phá được cái giữa không trung này trời. Cái giữa đấy thì em bó tay rồi giờ thiếu cọng dây để em đu thêm phát nữa. Để em phá nó mấy cái cục gỗ lại bị nhớ. Chỉ một cộng thôi ha anh. Ừ, một cộng duy nhất. What the fuck. Game vô chi. Thôi nè, em chặt giữa không trung nè. Ủa, thấy xuống chết không nhờ. Ủa, này nó mới chết đi xong. Thôi, xuống. Em lên, em gần lên đỉnh núi tuyết rồi mọi người. Đang coi áo phục. Em đang leo đỉnh Everest nữa. Gỗ giữa không trung. Nó quên anh em đang coi. Leo mà cái dây này sao lấy Everest nè. Ủa, không có máu luôn kìa. Điểm ảo thật. Game vẫn còn nhiều sai sót. Ê, cái thổ dân rồi đúng không? Thủy đột gì kìa. Ừ nó đó. Thổ dột cái lột. Giờ không có cộng dây luôn trời. Anh đã thó rồi. Từ anh ơi. Như là à đi cô mày nó là dây leo anh ạ. À mẹ. Ui. Dốc này khó leo quá à. Anh có thấy anh em vừa làm cái trò gì không? Có, có một em cái cây đó gớt đấy hả? Ê à, con mày nói giết em mày nói. Con đứa mà. Mẹ ơi đủ mới né như tài. Ôi trời. Em vẫn đỉnh Everest rồi mọi người ơi. Ôi giật cái lên. Bên đây nó, ở đây nó có mấy cái ảo mà. Trên đỉnh núi Everest và nhìn mấy thứ xung quanh khá là đẹp. Em phải thử cảm giác của anh nè, nó vui. Ừ,
thật đâu ta? Biết chết liền. Có thể ngừng bắt cá mà đi kiếm cọng dây không thật? Em có một cọng này nhưng mà em trên đỉnh núi Everest này. Hết đủ. Kiếm cái nào? Sao? Cọng dây thần. Sao? Để anh đi thẳng ra phía sau anh kiếm. À, hay là nhà mình có nguyên cọng dây giữa đường. Từ lạ. Ui. Em rớt núi rồi, em rớt núi rồi. Rồi. Không ai cứu được mày rồi. Ăn này, ăn hết rồi. Anh nhớ là có mấy cái xác treo lủng lẳng nè. Mấy xác treo lủng lẳng chặt nó sẽ rớt cơ. Mấy cái xác xuống biết có rớt dây không ta? À, để thử coi uống nước ngọt coi nó có tăng gì không. Bà mẹ nó tăng nước, tăng độ tỉnh táo hết. Ăn nấm, đau, bắt buộc. À, ở đây có đồ. À, em có dây thần rồi nè. Ít vẫn lút được dây thần. Mày hả thỏ. Ủa chết không mất đồ hả mọi người? Tỉnh khó hơn sẽ mất. Tao biết. Dạ. Yeah. Nguyên một đám đi mà không đứa nào có gì thằng bảo. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì mới giết em mà tiện chọc cái em chết rồi nè. Ủa. Tao thấy nó sao em thấy thằng này nó ôm mà nó đang chế tạo đồ mà. Ừ. Trời xíu anh đang lút đồ mà mấy thằng cô hồn sống này thật chứ. Hồn sống chứ chọc... cái lồn má. Chuyện chọc cái chết á. Cây nó đi mất tụi á. Mà ơ cái này làm gì men đồ men. Ê đủ má, hình như cái bên đây là cái làng à. Ừ đủ mẹ làng nè. À anh ơi em biết rồi. Ờ sao? À mình chỉ cần ấn cái chữ hồi nãy á. Hồi nãy anh biết gì không? Mình chỉ cần ấn giữ C là xong. Phải. Thằng này thằng tù trưởng gì vậy? Mà lúc đó là chưa xây xong mà. Chưa xây xong mới ấn giữ C được. Còn xây rồi đâu không ấn anh, C được. Xây xong rồi nữa vậy anh. Mẹ em. Anh kia thằng tù trưởng gì vậy? Tiện chạy hết luôn. À nó đánh em. Đừng lồn đủ. Ây da. Đủ mà tao đi ra tới đây rồi. Ừ, lút lẻ xong ra. Ờ, cứu người đi. Ơ, con mẹ nó thấy. Mẹ gục hết hai thằng luôn hả? Anh ơi, nó đông lắm, anh ơi, nó đông và hung hãn. Thôi. Đang quay lại. Thôi em chết rồi anh ơi. Em đòi lâu à, hỏi sao nó chặt cái chết thì ra mình có một máu à. Đúng rồi, mình có một máu mà. À, là anh Quân đúng không? À, đạn đầu đây. Thôi mở cái làng thổ dân rồi. Bị bắt về đó đó. Giết nó, giết thổ dân đi mọi người. Ừ chỗ làng. Anh em mình đi đông giết nó đi. Chỗ làng thổ dân lút về được á. Lút dây về. Rồi. Anh ơi ba lô xem. Ê da. Chỗ giáo đau quá. Ê da. Gục nữa rồi. Ủa. Phải liền. Nó chặt con cái chết đó nha. Thì chắc chắn là một cái là chết rồi. Trời ơi. Thôi chạy đi. Thôi giết nó đi. Anh em mình đông mà. Anh em mình còn có chỗ hồi sinh nữa. Chơi tụi nó đi. Cụ lút đồ. Mày còn tính với cái chuyện lút đồ luôn. Không biết đỡ nữa chứ. Cầm cự đi cứu chợ tới nè. Cô ừ. Lách né. Ở đây nào kêu quay lại chơi, tao thấy của mình tao chơi vậy. Em đang chơi nó nè, đang dụ từng thằng ra chặt nó nè. Ây da, chết rồi. Mẹ mày, ây da. Ây da tao đủ.
One shot đó anh. Cái đi. Không sao nha, mình có chỗ hồi sinh. Mình có chỗ hồi sinh. Mình có chỗ hồi sinh nhưng mà lạc cái nhà. Không sao. Còn nhớ map là còn cứu được. Phải cứu anh đâu. Hay quá. Bằng cách sống đi chết lại, chúng ta đã chiếm được cái trại của tụi nó. Nhưng mà chiếm được cái trại nó cũng đâu được gì nhiều đâu anh. Được vải nè, được dây thần nè, tiện hết cái gì đó. Đồng hồ. Ủa, em tưởng đâu em mất hết đồ rồi, ở nhà đâu đồ vẫn còn nguyên ngon. Thì đồ nó trong ba lô chứ nó đâu có thấy đâu. Em tưởng chết là nó mất anh. Em đâu biết. Mày quá luôn, mình có cái hành cơ viên nó định gì nhà. Đi. Mình đầu thấy tác chuẩn đó hả? À, em chết nữa rồi. Em chết nữa rồi. Cứu em dơi. Cứu em dơi. Ai cứu em dơi, em thấy ai gần em mà. Ai cứu em dơi. Mọi người ai cứu em dơi, em gục bên này ai cứu em dơi. Don't miss. Xí xìa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây thật thủ. Đây thắc mắc một điều là mấy được thật thủ dân mình ăn. Đây thắc nước quá. Mày này ở bẩn quá. Không có nước sạch. Ai quay về. Ô mẹ. Mày này ở bẩn quá, không có nước sạch. Ừ mà được cái gì? Nó có bánh xì nách. What? Hú cun, con gặp cun đủ má không cảm nghe là cun thổ dần, thổ dần nó bẩn, thổ dần nó bẩn. Mày chạy không mày, mày hả? Thổ dần, thổ dần nó bẩn, thổ dần nó bẩn, thổ dần, thổ dần nó bẩn. Mày gọi là I'm coming home, I'm coming home. Con mẹ. Con này phá nhà mấy ngày không được gì hết trơn. Ủa không biết mình chết mình có quay lại đây không ta? Không là không đi. Qua chỗ khác đi, để đuối chỗ khác. Mày nghĩ game dễ vậy à? Thì con mẹ là ăn lộn rồi em ơi. Bị lừa đúng không? Rồi, anh. Để anh nghiên cứu và mấy anh không thể bỏ cuộc vậy ơi. Được. Cái chỗ đường sông nước độc này lát quá. Ôi, mình được 3 ngày á, mình sống ở đây được 3 ngày á. Má sao bên toilet có cây mấy cái bục từ đây tẻ ra được, thằng này đéo có. Thì đây, mất kiểu từ từ anh. Để em coi có khách thu dây không? Tại em mới nhìn mấy phán gì đó. Đừng chặt với anh đâu. Đây 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 em lấy được dây, em lấy được dây rồi. Để em đi. Em nó làm kiểu này là nó khoai. Làm mất đi biết bao nhiêu ý tưởng thiết kế luôn. Hay. Ủa, em nhớ mình tự kết tùm kiểu nhà được mà anh. Thì cái này nó thủ có phải Forest này. Không, kiểu mình chặt gỗ ra nhỏ xong rồi mình kết tùm gắn từ chỗ được mà. Bữa hôm em mới coi sang trận thấy làm được mà. Làm được hả? Được anh em. Nè, yeah, có cái bớt rồi nè. Làm đi em. Ai... Ai rảnh lên YouTube coi đi. Ai quăng nè, kiểu xây nhà giống kiểu nhà từ từ. Mà biết là
kiếm gì ăn. À rồi, đặt từng cái theo cái của đó. Mình đúng không? Đặt xuống vậy được nè. Nhưng mà giờ nè. Nhưng mà muốn làm nhà trên cây. Đó. Đó. Ê, nhưng mà giờ làm sao để làm nhà chặt ai? Nhưng mà không vận chuyển gỗ lên trên được. Đó, tự nhiên được cái cổng. Cổng lỏ. Rồi sao nữa? Cỏ lỏng quá. Chặt đi. Chặt đi. Liên tưởng thịt chín rồi. Nó hồi đi. Thịt chưa chín. Chủ mình tự cái tùm nhà mình được mà. Không cần phải theo đúng thiết kế của nó là. À, nhưng mà wow. Nhưng mà thấy nó xây là nó thường là nó sẽ có cái gọi là cái gì? Cơ chế. Chủ nó phải có cái khung chứ nó không có khung sao mà biết. Tự suy nghĩ tự nghĩ game làm khó à. Yeah, nếu mà tự suy nghĩ thì nó sẽ như thế này. À, mọi người cứu em chứ. Em té chết rồi. Ai con mày đâu rồi? À đủ rồi đó anh. Cái dây hồng trên không á. Ai lấy thôi em muốn thử rồi em lấy. Đó thì nó sẽ ra kiểu này nè, vì khó hơi khó. Được bảo rồi. Phải lên phải có cái tháo ngay cái đầu kia mà tháo được. Ui. Ê. Cái gì đây? Game logic vậy. Coi nè. Ê. Thôi là này là cái gì á mọi người? Mày xấu gì vậy? Tao tao biết. Tao đã không biết rồi còn hỏi. Lấy 4 thanh gỗ xuống. Lấy đi. Em lấy nè. Em như thử thách sự kiên nhẫn. Giờ mày muốn làm độ yếu lên mà thấy ngu không? Có sao không minh lên đúng nào? Cái game bạn làm khó không à? Nó khôn. Khôn đâu không thấy à, mà tao thấy ngu à. Thì tao thấy ngu, khôn đéo thấy à. Thường tao nhớ tao chơi, tao nhớ hồi tao chơi The Forest. Nó nói tao là giờ này nó đã chuẩn bị là đầy con mẹ. Không, giờ thì đéo. Ăn máu cái gì thì đéo biết nha. Cái gì vậy? Bullshit. Nghe gì tiếng nhỏ, tiếng gì bình bình ghê vậy? Ai làm gì mà bảo tiếng gì nổ đùng đùng nghe như mẹ nó để cho nói luôn kìa. Ủa mẹ gì cho xây cái nền lắm mẹ gì vậy? Ai dùng radio vậy? Mày thấy vô lý không? Vô lý rồi. Xây cái sàn, xong cái nó không cho nói sàn ra. À, em thấy em bỏ xây nhà thôi bỏ mẹ đó. À, em nghe tiếng gì mà tưởng đâu mất gió áo người đang đập mái tôn gần mất của mái tôn nữa em sợ vậy. Ê, em có cái đài radio nè. Muốn xây nhà trên cây nhưng mà nó không ở trên cây lắm à. em có đem một cái đài radio về cho anh em mình nè. Muốn xây cái nhà này không anh? Cái gì? Từ ra đây. Anh muốn xây cái nhà trên cây mà nó phải trên cây không? Vậy thôi cũng được nữa em. À, thôi mình xây tạm cái nhà ở đây đi. Thôi còn học mình đã liều cũng được đi. Ủa. Nhưng mà làm sao tăng thêm máu đấy. Không có chỉ cách nào để tăng máu hết nha.
tăng máu hả? Ăn vậy? Ăn là tăng máu. Ăn được. Tăng máu. Gì? Đang làm gì anh? Anh đang mò làm ra được cái mẹ gì. Ủa rồi mắc cạc gì đánh bố mày á? Thích thì đánh. Ê đi. Mẹ lồ thổ dân trội đá bởi đầu. Cú người chết rồi. Ai ăn cá luôn rồi. Ăn đồ má. Em mới nhét miếng thịt vô mà. Ăn thịt đi. Không, không cứu. Ăn thịt đi. Con cá. Ăn thịt đi. Khác gì nhau đâu. Con cá là thịt đâu. À đây này. Ăn thịt đi. Nó không tăng nhiều. Có tăng được rồi luôn. Cái gì á, cái gì ngu lắm. Mình phải có cái đồ chuyên dụng để hồi máu á. Để nó hồi cho mình. Có. Có cái làm được thôi à. Hello top. Cậu mẹ. Giờ là nếu cho xây lên xong thì xây nói là phải xây tưởng tượng ra. Hiểu rồi. Tụi mình khó nha. Kim lồn. Đủ. Có bật được đèn luôn trong cái ba lô nè. Chút sáng. Ê, uống hộp máu. Mình có muốn đi hang động không? Ê mọi người ơi. Còn có làm được cái đồ để hồi máu nữa nè. Làm sao? Nhưng mà cần cái rau, gì cần cái lá hình giống như cái muỗng á mới làm được đồ hồi máu, hoặc không là không có làm được. À. Cái lá hình giống cái muỗng lắm. Đi trên đường thấy cái lá nào thì cứ nhặt đại đi, nhiều khi có đúng lá của nó là mình làm được cái phẩm hợp ăn máu á. Từ mình có cái chỗ nào mình xây cái đứa không? Giờ anh bị buồn ngủ rồi mọi người. Không, nó bị cọc, em chứ phải buồn ngủ em. Em bị buồn ngủ. Game này chiêu quá, em bị buồn ngủ. Game trước còn có cầu thang ha. Game này đụng má. Làm được cầu thang mà anh. Làm được, nhưng mà phải ngồi mò mò một hồi nó mới ra. Làm chỗ để đá mọi người ơi. Chỗ này đá gì nè, có phải đá. Tuyệt vọng rồi. Ta làm được cái bến du thuyền. Ý mẹ, cái này gọi là bến du thuyền. Stone. Cái này em được một lúc. Ủa, làm nó luôn. Cái nào được. Đi đâu ta? Ấy cái nồi đâu rồi mọi người? Lấy cái nồi múc nước nóng nước cho mọi người. Gì mà em bỏ xứ này mà đi đi. Má nó cái chỗ này. Xây nhà nhìn bực quá kích.
Ông đi ổ khác ở. Có thịt không bảo? Thịt hả? Hết rồi. Làm thịt đi, làm cái nồi nồi cái thịt á, hầu được máu á. Thôi, Mino làm cái đường nó nhỏ thôi mà má, mình đi đầu hang là hợp lý rồi nè. Mẹ ơi. Không ổn rồi, buồn ngủ quá. Ngủ ngoài đời, ngủ trong game. Ngủ ngoài đời luôn. Chơi buồn ngủ quá. Đáp về. Thôi nhắc mới nhớ. Thằng thật nó... Vì nó ngồi yên chỗ. Gì vậy gì? Anh tưởng mày lắc. Em lên coi cái xây nhà trên nước. Trời ơi. Từ bỏ đi hạch đi. Hạch mỏi lắm. Giờ đi xây cái liều, cái đám ngủ đi khám phá được. Quá mệt. Em có cái tấm bạc nữa. Em còn chỉ dùng gỗ với một gậy kìa. Anh Vino coi thử cái này thử không? Vino, em trả mạc là anh Vino. Này để gỗ to. Cũng hợp lý. Ủa, trả mạc này để chi ta? Làm cái nhà gì? Anh Vino coi thử cái clip để em gọi thử thôi được. Ok. Con gỗ nó cứ bay lên láng giữa hồ vậy. What the fuck? I'm gonna show you how to build on water in Sons of the So. Xây được có một cục nhỏ xíu vậy thôi à. And this is totally doable, except it's extremely hard. Rồi, cái thằng kia, cái thằng Forest đó nha. Nó mình sẽ xây theo kiểu mà dạng mà làm bốn cái góc là bốn cái sàn, xong rồi mấy cái miếng nhỏ nó nói. Còn cái này là đủ. Mỗi một cái sàn là nguyên là một cái cột cắm thẳng xuống ở đỉnh mẹ nhiều dữ vậy. Methods involved in making this happen is extremely complicated. It's one of the most complicated builds you're gonna do. A little pier for you to put out water onto, or we have this roof. A starter water home, a water base. But let me go ahead and see. Giữa một thằng nó cầm không cầm cái gì. Camp out getting in the water. Oh, to get in the water, you'll throw some logs away. Also, ahead of time, you're gonna lose a lot of logs when building on water because there's nothing to do where one log always just gets thrown in the water and there's no way to save it. Okay. À, hiểu rồi. Không, nó không có như thằng Forest kia là mình xây nhà mấy cái mà mình xây nhà mà nó có sẵn á. Nó chỉ là mấy cái cơ bản thôi, còn muốn mà xây nhà nâng cao là phải tự nghĩ ra trong đầu và tự cầm từng cây gỗ mình đi cắm. Thì giống như là muốn xây ra nước á, thì làm việc đầu tiên là mình phải cắm cọc. À, mình sẽ phải cắm cọc ở, mình phải hình dung nhà bao nhiêu, cắm cọc xong rồi mình mới bắt đầu lót sàn. Nỉ mẹ. Chứ nó không có phải có một cái bản vẽ ra trước để mình làm theo, mình để nguyên liệu vô. As deep as you can go into the water, or just wherever you want to start your base from, wherever, just you'll see. So now the first. Cái gì này nó? Cơ chế đéo dùng. Có thể gọi là hiểu sơ sơ nếu mà vậy thì. Nếu mà vậy thì phải kiếm. Nhưng mà cái hồ sâu quá như cái này thì không có được. Yeah. Thôi, lỡ ngủ. Ngắt rồi. Chạy vô đi em. Quen chị cái bắn súng rồi xong giờ qua cái mẹ chiêu quá không làm chủ trên đường ngủ. Là đó, đây, đi.
làm ở đây là kia đó kiểu hành động nhiều ấy, nó muốn nó chơi game nhịp độ nhanh, chơi game nhịp độ tăng nhiều quá nó vậy mình hít ngay được nên mình cũng khá lo lắm. Hai mà biết má mày đổ người ta lái xe cứ bon bon như đầu xe mà cố áo rồi còn đi chơi. À ấn cấp để dừng rồi 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 bị má rồi cái xe lồn mình chết chết tới đâu chuyện. Đi kiếm mấy con rạc cun không? À. Quay. Đừng, đừng chọi đá tao à. Đi mày vâng đây. Sau khi mẹ bỏ tôi đã làm được cái cầu thang. Để với mẹ. Nè, tính là em không nói cái vụ mà gắn gắn gỗ lên nhau. Không để ý luôn. Ồ. Rồi bây giờ muốn muốn nói ngang ra thì là sẽ phải cấm cọc. Mẹ. Trời ơi. Trời ơi. Anh em mình được một bước thành tựu trong kỹ thuật xây dựng này. Đây được cọc quá. Ơi. Anh cắn lộn á anh. À không gớ nè. Về đó. Đó sẽ cắm cái cọc này. Em không biết là mấy cái hang động á phiên bản này nó có giống The Forest cũ không. Mày không đứng lên được ta. Cắm cái cọc ở đây. Mở đèn lên đây. Đó, đụng mẹ nó cực dư chó. Cái cầu thang với cái sàn đầu tiên đó, sàn sẽ nó nói ra cứ mỗi cứ mình cứ phải cắm cọc xong nói ra thì trời đá ra hoài mẹ mày. Em đang tìm thứ để em bớt buồn ngủ nè. Nóng rồi, nóng rồi. Giống đi cặp chó quá vậy. Má đi cặp chó. Ngủ. Ngủ mẹ, ngủ đi cho trời sáng đi. Không chỗ ngủ rồi. Đây anh. Mình đi khám phá hành động đi anh, nó mệt mỏi. Ừ. Mình làm cái gì đó bùng nổ xong mở tiền đây chứ bùng nổ quá. Trời nó bùng nổ quá. Đi hang động đi. Làm pha đi hang động đi. Mình làm gì làm. Ok. Phải uống nước đi mọi người. Ấy hết luôn rồi. Ấy hết luôn rồi. Nước đâu rồi, nước đâu rồi. Nước đâu rồi. Mày từ từ. Đồ ăn trước đã đi mẹ mày. Em chết khát rồi. Anh cần đồ ăn mẹ ơi. Ủa cái hình mặt trăng là cái gì vậy? Em không hiểu. Buồn ngủ. Trăng là đi ngủ. Ủa em ngủ mà. Nó ghi là fit raw vậy. What the fuck này. Ê tính ra là cái hình mặt trăng ăn đồ ăn vô là cái máy nè. Mưa hình nè. Là nó không buồn ngủ rồi.
Ok, em khỏe rồi. I'm good. Ê. Có mấy thằng hậu dân á. Cá chín chưa? Không biết ném đá vô thổ dân được nhiêu máu ta. Còn miếng đồ ăn nào không? Chứ còn miếng sạch thấy gì chóng quá. Ừ. Cái con kia hả? Làm sao bắt đồ trong thùng thịt không? Được ra. Em gái ơi. Em gái ơi. Qua đây nói chuyện với em gái. Bắt vũ khí vậy. Tao bị ốm rồi. Ở tính này em cất luôn rồi mà nó vẫn chạy nè. Gái ơi. Sao em lại cầm cái lò vậy quá mặt phát. Gái ơi à. Chạy dữ vậy. Để làm sao để quăng cục đá trong kho đồ đây vậy. Nhấp vô trời. Không được anh ơi, kiểu bấm ra nó cầm số em bấm G cái nó lại quay lại cái kho đồ. Anh không biết luôn rồi đó. Đây mọi người lấy thịt chung được không? Má em đang thắc mắc á. Lấy thịt gì? Kiểu em giết một con thịt, con động vật xong rồi em... Rồi làm sao uống nước? Đợi nó nung, đợi nó nung. Đợi nó nóng xong anh nè. Đuối quá. Đuối lắm thề, em đuối rồi, em được còn đuối rồi. Tí đi tí đi hang động, đi hang động xong rồi nồng rồi nè. Chút nữa quá em cần hết động mạnh. Không con nào mà lấy thật từ tao không lấy lại được. Thì em đang muốn thử coi em lấy được không. Không để lấy được. Không bị lấy mà mày thấy game nó ngu không, mày rõ ràng là còn thịt. Cho đẹp hơn anh đi. Nè, nước xong rồi mọi người ơi, uống nước đi mọi người ơi. Nước sôi, uống nước đi, rồi làm gì làm. Đâu? Đẻ. Đây. Đẻ dẫn đàn mình đi khám phá hang động, kỳ quan thế giới. Hai con đồ ăn. Đồ ăn hả? Đói hả? Mấy nay em nhìn đó mấy ngày rồi. Đéo nói, nghe. Thầy, nào đói. Tao à, anh này. Em coi nó bỏ được, nó bỏ được. Không, em đã bỏ được cái gì ngoài lá luôn anh. Ở đây bỏ được thịt rồi nè. Một cục thịt thỏ đang nướng. Đang nướng cái kiểu có chín nè. Nãy hạch chưa có cá vô hạch bỏ đi hạch. Ừ, được. Có thịt gì không bỏ vô. Không. Không. Đừng có cầm dao. Thử thịt chín thôi. Thịt cũng mình hổ dân coi được anh. Con gặp chim, thử chí. Ơ, đồ ăn cái gì mà đen thui luôn kìa. Một, hai chí. Con rắc chim nó đi ra đi. Còn đồ ăn không? Còn cái chân hổ dân nữa. Em đi kiếm rạc cun em giết anh. Cuộc sống khổ quá à. Dạ ăn được rồi dạ. Ăn chưa? Anh ăn rồi. Ôi thịt sống mà.
Thì anh phải đợi nó chuyển màu anh mới ăn chứ. Thằng Bảo kêu ăn đi. Anh kêu ủa ăn được rồi hay gì kìa. Rồi ai ai có thịt thì bỏ vô đi. Hết rồi. Trời ơi, cái đồ này phế quá. Em còn đồ ăn quân đội, một thanh năng lượng, một bình nước năng lượng, một hộp thịt. Đi mấy giờ mấy giờ. Ơ, bắt ơi, được con raccoon rồi nè. Bỏ vô ăn gì vậy? Ôi, con raccoon được đúng một miếng thịt vậy thôi hả? Ờ, đúng rồi anh. Cũng đang đéo hiểu lắm. Game làm vậy công bằng chỗ nào, đang đéo hiểu lắm. Kiến chọn quá. Đồ ăn đã không có, cục bén ăn nè. Vui luôn. Chứ do thằng làm game, chứ do mình đéo đâu. Nắng đã có mưa. Ồ. À mày, bọn này nó có khả năng đi xuyên tường mà. Ê, cho vodka để làm bình nước, à bình lửa cái gì đó. Mà sao có vải. Mà hồi nãy em nhìn thấy vải nè. Mình thấy vải để làm cái nè. Sao mọi người đi chưa? Rồi, nó sao vậy đó? Quân con ăn còn nó ăn không? Thôi, em còn đói á. Còn đói à? Mình mới ăn bỏ vô. Bỏ vô nè. Mình kiếm... Nghe vô cái lò á, nghe vô cái bếp cái coi có thịt không? Thôi rồi. Thôi rồi. Đưa. Má lo kiếm đồ ăn cho hết mẹ một ngày rồi. Đâu mẹ. Không anh, tại cái đồ ăn trong đây nó đeo lấy ít quá, không có nhiều cái kia được. Hạn hiếm. Nó lấy có 1 cái rồi đéo hiểu, trong khi kia lấy 3-4 cái luôn. Cay quá, địt mẹ, biết sao đi. Yếu đồ ăn tao đang bị cay không mẹ. Chết mẹ eo đi. Mai mình tìm game này. Không chiêu rồi, không chiêu chiêu quá em chịu không nổi. Chó này, nôn rồi. Ông mấy ngày mai chơi game ma đi. Game bớt buồn ngủ. Game ma nào bây giờ? Game ma mà Thạch không chơi được. Để anh Thạch, vậy anh Thạch xem đi thì mình chơi. Đồ là cái chơi sớm. Chị chạy với em chơi không được. Anh bắt được con cái cho mày, mày quên. Hả? Con cái cho mày nè. Đậu. Được em cho nó coi cám mới thịt rồi. Chắc em mọt. Tôi buồn ngủ quá. Chịu không nổi. Đúng là có hổ dân má, nhiều khi hổ dân nó không làm cái gì đó mình cũng cấp đồ ăn vô. Ủa khoan, con cá. Con cá đâu mất mẹ nó rồi trời. Ta đang cắm trên đầu giáo mà sao giờ mất tiêu rồi. Đi chết liền anh ơi. Đi cho ba lô của anh á. Không, mở ba lô lên đéo thấy nè. Quân đồ ăn chưa? Ăn rồi hả? Rồi đi anh ơi. Đây. Đây, đi. Má, đi rồi mọi người. Món thịt mình có, mình thịt thủ dân rồi. Mình phải làm đi thay đổi cảm giác nè, Bảo. Ừ, giải quyết chút. 1, 2, đi mọi người ơi, trưởng đoàn Kubino dẫn mọi người đi tham quan đảo mọi người ơi. Quan di tích lịch sử. À, sao tự nhiên tao thành trưởng đoàn rồi? Ừ, xin lỗi em trưởng đoàn. Để
mọi người có thể thấy đây là những khung cảnh rất là hùng cơ mà nó biển. Ta đang đi lẹ lên em buồn ngủ này, đi lẹ đi lên. Còn mấy khung cảnh chiến đoàn chặt chiến. nó đang ngủ, em cứ nghĩ rằng là nó đang ngủ mớ đi. Em mới mãi ăn rồi. Trời, em thấy nó bị ngu ngu sao ấy, rõ ràng giết rùa mà không có may rùa. Có gì giúp like gì nè. Xài cho con. Cái gì giúp like này xài sao? Đâu rồi, rồi đâu rồi, full cầm để làm gì? Em vô hang. Ừ, đang vô hang nè. Vô. Không có đồng hồ rồi. Apple Watch à? Apple Watch. Tao không có đèn pin luôn. Ui cho hang lát thôi. Anh bấm chữ L nè, chữ L. Anh bấm chữ L nó ra cái đèn điện nên mình phải đèn điện. Thôi mọi người vô chưa? Vô rồi. Vô rồi. Kích thích. Ủa Hạch đang làm gì? Đi có Hạch nè. Má gì vậy? Ủa có thịt kính luôn mà. Mày biết gì đi hang sớm. Má có Hạch. Ăn thịt kính à. Nguyên liệu thô mà anh. Ê, mình đừng có làm ăn thịt kính nữa. Trời ơi, khổ quá. Đó là nguyên liệu thô mà thịt sống mà. Có thịt sống mà anh. Anh nói gì vậy? Mệt quá à. Ai đói không? Vô ăn đi. Hồi đừng có ăn nha, đừng... Cái sợ người nhiều thế. Mọi người đi hết vậy. Đi đâu? Vợ đi đầu hết luôn. Anh đem miếng thịt cho nó chín. Không là miếng thịt sống. Ờ dưới này người đầu lâu rồi. Rồi đừng ném tiền. Thật hả? Rồi ai đói ăn kìa. Để đói không vô rồi anh ném thịt vô thêm. Rồi anh được rồi anh. Đủ rồi, ngay dư rồi. Ăn đi, không có ăn cho thỏa mãn cái bụng đi. Ủa. Ê, đồ má có gì đó cứng lắm anh. Gì? Bao nhiêu miếng đeo lay miếng sống đi. Như giờ em ngu quá luôn. Giờ em quá ngu. Do anh chỉa đúng rồi miếng sống thì sao? Thôi đừng ném nữa. Ăn như đây được rồi. Đi mọi người ơi, đi. Đi rồi. Còn hai miếng thịt cuối vậy. Thật ăn chơi vậy. Má cái đèn màu tím tím này tao đéo thấy đường cho tao đi luôn. Thật ra là nó cũng đỡ hơn một tí. Anh, hay là anh muốn cái hộp quẹt giống như là Forest cũ. Ừ, thà vậy tao không thấy được. Cái nào nó cũng ngừng. Đi bên đây em, đi bên đây xuống. Có tờ máu gì cho mọi người. Ừ, tao có cây đuốc mà ta. Cái gì vậy ta? Ở bên này có một cái đường nữa nè. Ê, cái gì nè? Không nhân. Mọi người ơi. Có cái khoang mà không lấy được. Ê, cái gì ghê lắm nè. Từ từ. Ở trong bóng tối nó không thấy. Kiểu nó bị... Biết là có gì rồi nhưng mà từ từ được không? Đợi xíu đi. Đợi với chung. Ui con gì? What the fuck? Con gì vậy? Em cho nó qua bên. Có cái lộn gì? Cục gì ăn ra hả? Cục thịt ăn. Má tối đen à? Không thấy mày gì hết. Em vẫn nồi luôn bật lửa nào ấy nhỉ? Em vẫn nồi luôn cho. Là... Ê, có thổ dân.
có thứ dân mọi người ơi. Ấy dạ, cái gì vậy? Đụng cái chết luôn rồi. Đụng cái chết, chết, chết rồi, hẹn hết chứ. Hãy phiền nhau đi. Anh có cái giáo á. Anh có cái giáo không mà đỡ chết. Ấy dạ, chặt cái chết nữa. Chu mi nghe. Đây, ví dụ ông tắt mẹ cái đài á. Cái địch. Ai rồi đủ má. Hết hết rồi đúng không? Hết rồi đúng. Còn ai sống không? Không. Thôi thôi xin luôn chứ sao giờ. Xin luôn. Ê mà hết rồi. Nó nhốt như dưới hang động hay sao? Đúng rồi đúng rồi. Nhốt trong cái bột con này. Ai đồ thôi. Người đồ của mình thôi. Ê cái chỗ nãy nè. Đâu rồi? Cái bọc cái vàng vàng á anh là đồ mình á. Kiếm được cái đài tắt dần. Cái đài đi ra đi ra đi ra. Ơ, cầm bông chết. Trời ơi, còn đúng máu luôn. Cú. Hai thằng nằm kế nhau nè, cú. Em... Cú. Bấm mè đi, cú làm gì nữa, bấm mè đi. Đi. Nụ má nó cào thêm phát nữa. Ủa, đàn mà đi 5 người sao thấy 2 người chết rồi. Em chết nữa, 3 người chết. Hồi sinh tiếp. Hồi sinh tiếp vậy. Đàn mình đi 5 người mà có 2 người đứng nhau à. 2 người kia đã mất tiêu rồi, lạc rồi. Ờ má, cái con mở dài kìa. Lạc rồi, lạc đoàn rồi mọi người ơi, lạc đoàn ơi. Nếu hay quần quầy. Ở trước cái con mở rộng ấy. Ây da. Ma quẹt cái chết luôn rồi. Đánh nhau đi mọi người. Đánh nhau đi. Ma. Chơi sống quá. Chết hết chưa? À, hình như là dưới này có katana để mình loot mà đúng không?